Hôm nay thì bác sĩ sẽ live về những cái chủ đề mà khí cụ. Lần trước thì trong chủ đề lần trước thì bác sĩ cũng đã có đưa ra những cái khí cụ cho mọi người để phân biệt được giữa những khí cụ mà có tháo lắp và khí cụ cố định, cũng như là giới thiệu về những cái đặc điểm và những cái khí cụ ca hạng 2, ca hạng 3, tức là ở những bệnh nhân chỉnh hô hay là bệnh nhân chỉnh mốn. Nhưng mà bác sĩ thấy cảm thấy là chào bạn Thu Hiền Lê nha, có rất là nhiều ba mẹ và các bậc phụ huynh quan tâm tới cái việc mà giảm hô cho trẻ ha. Thì hôm nay thì bác sĩ sẽ có đưa ra những cái khí cụ mà nó giải thích về những cái khí cụ điều trị giảm hô ở trẻ, đặc biệt là những cái khí cụ hạng 2 đó ha. Vinalight, một nụ cười thay ngàn lời nói. Thì bác sĩ cũng đã có chuẩn bị cho mình những cái slide ha. Đây. Thì mọi người có thể là xem cái slide để có thể bác sĩ giải thích cho mọi người, có thể là để hiểu rõ hơn được những cái đặc điểm cũng như là cái cấu tạo và cái cơ chế hoạt động của những cái khí cụ này nha. Cái điều trị tăng trưởng ở trẻ hạng 2 thì ba mẹ hay thường hay bác sĩ nói là điều trị can thiệp hay là điều trị tăng trưởng ở trẻ em, nhưng mà vậy định nghĩa của cái vấn đề là điều trị tăng trưởng là gì? Thì điều trị tăng trưởng như ở những cái video và những cái buổi livestream lần trước thì bác sĩ cũng đã nói, đó là cái điều trị can thiệp lên sự phát triển và sự tăng trưởng của xương hàm để đạt được sự thay đổi trên kích thước và độ lớn của xương hàm. Nếu như không điều trị sẽ không xảy ra, hoặc là xảy ra ở mức độ ít hơn. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta không can thiệp thì cái xương hàm á thì nó có thể là cái mức độ có thể nặng hơn, hoặc là thậm chí là nó không cái hướng phát triển nó không được thuận lợi, hoặc là thậm chí là nó nặng nề hơn, làm cho cái tình trạng mà sai lệch xương của trẻ nó càng ngày càng trầm trọng hơn ha. Như vậy là cái điều trị tăng trưởng ở đây có nghĩa là nó sẽ can thiệp vào cái sự phát triển của xương, có thể là sự phát triển của xương hàm trên hoặc là xương hàm dưới. Ví dụ như trong những cái ca mà ở trẻ hô thì có thể là do cái nguyên nhân từ cái xương hàm trên, cũng có thể do nguyên nhân từ xương hàm dưới. Ví dụ như nguyên nhân do hàm trên có thể là do hàm trên hô này, hoặc là hàm dưới lùi, hoặc là sự phối hợp giữa cả hai hàm. Nếu như mà chỉnh nha ở những cái giai đoạn sớm thì bác sĩ có thể can thiệp vào sự tăng trưởng đó, giúp cho cái vấn đề là kìm hãm cái sự phát triển của cái xương hàm trên của trẻ, hoặc là kích thích sự phát triển của cái xương hàm dưới, và đồng thời đưa về cái tương quan xương, nó cải thiện được cái tương quan xương của trẻ ha. Đấy, chào Tùng Anh nha. Thì trong cái phân loại về tương quan xương, phân loại trong cái ca hạng 2 thì có rất là nhiều, dựa trên nhiều yếu tố. Ví dụ như là nếu như phân loại theo xương, theo chiều trước sau thì có thể là do xương hàm trên hô, hoặc là do xương hàm dưới lùi, hoặc là cả hai. Còn có sự phân loại mà những cái bác sĩ chỉnh nha hay dùng đó chính là sự phân loại theo cái hướng phát triển của cái xương hàm, đó là phát triển theo hướng đóng hoặc là phát triển theo hướng mở. Thì ở đây thì bác sĩ đã có mô phỏng hai cái hình ảnh, là một là hình ảnh phim X quang của một bệnh nhân, còn bên bên phải là đó là hình ảnh ngoài mặt nhìn nghiêng ha. Thì và cái nhận diện về thẩm mỹ ngoài mặt của những cái bệnh nhân, và cũng như là cái đặc điểm ở những cái bệnh nhân, những cái trẻ mà có cái hạng hai xương góc đóng này, là sẽ có đặc điểm thường là trẻ có mặt ngắn ha, cái góc hàm nó vuông vức đó, cái xương hàm, xương ổ hay răng hai hàm thì nó lùi, và cái cằm này này, cái vị trí cái cằm thì nó lớn và nó nhô, hơi nhô ra trước, nhưng mà cái xương ổ ổ ở cái hàm dưới ấy, thì ở đây thì các bạn có thể thấy là cái vị trí cái xương ổ răng thì nó lại lõm vào, nhưng mà cái cằm nó lại nhô ra trước ha. Và trẻ thường có cái khớp cắn sâu, cũng như là cái trường lực cơ nhai rất là mạnh, và cái tăng mặt dưới của trẻ nó ngắn, cho nên cái hai cái môi á, các bạn khi nhìn á thì nó sẽ hơi trùng trùng, tức là cái do cái tăng mặt dưới của trẻ bị ngắn ha. Đây, còn một cái phân loại nữa đó là phân loại hạng hai xương góc mở. Thì tại những cái trẻ mà có cái kiểu hình này thường đi với lại cái dạng mặt là dạng mặt dài, cái góc hàm thì nó cái xương hàm cái góc của cái xương hàm thì nó dốc theo cái hướng mở, và trẻ thường có cái tình trạng đó là xương hàm trên nó hô ra trước và xương hàm dưới lùi, có thể là có cắn hở, và cái mặt hơn gương mặt là nhìn nghiêng là trông rất là sẽ rất là hô ha, và cái trương lực cơ môi yếu, có thể là không khép được môi ha.
Thì đó là những cái hai cái đặc điểm mà ba mẹ có thể xem thử là con của mình có những cái đặc điểm mà ngoài mặt nó có những cái vấn đề nhưng mà bác sĩ vừa đề cập trên hay không, thì có thể là cho trẻ tới để thăm khám và được điều trị nha. Chào Lan Anh nha. Thì đó là những cái trường hợp có hai cái phân loại mà bác sĩ hay sử dụng, đó là xương, phân loại xương hạng hai gấp đóng và phân loại xương hạng hai gấp mở ha. Thì cái khí cụ điều trị cho những cái trường hợp này thì tùy theo cái loại hình xương, đó là do xương người, khi mà bác sĩ phân tích, khi mà bác sĩ lấy hết dữ kiện trong miệng này cũng như ngoài mặt, và đồng thời là phân tích cái thẩm mỹ mô mềm và phân tích cái tương quan của xương hai, xương hàm cũng như là cái hướng phát triển của xương, thì khi đó là bác sĩ sẽ có những cái chỉ định phù hợp và lựa chọn những cái khí cụ phù hợp ha. Thì những cái khí cụ mà có thể can thiệp vào cái sự phát triển của xương bằng cách là nó sẽ thay đổi cái hướng phát triển của xương, thì có một cái khí cụ mà ngoài mặt sẽ gồm có khí cụ ngoài mặt cũng như là khí cụ trong miệng. Trong miệng thì sẽ có khí cụ tháo lắp hoặc là khí cụ cố định ha. Thì ở đây bác sĩ sẽ chia sẻ cho mọi người một cái khí cụ mà chắc hẳn là cũng có thể là nhiều những cái phòng khám hoặc là nhiều bác sĩ sử dụng, đó chính là cái khí cụ headgear ha. Đây là cái khí cụ headgear này là thường sẽ được sử dụng trong những cái ca mà hạng hai gấp mở ha. Tức là cái gấp cái dạng mặt như thế này. Đó, thường là trẻ sẽ có dạng mặt dài. Đó, thì khi phân tích tương, cái này là phân tích tương quan xương, thì bác sĩ mới có thể là đưa ra được cái chẩn đoán cũng như là cái kế hoạch điều trị cụ thể nha. Thì sẽ có hai loại, là một cái loại cervical, tức là loại cái hết kỳ kéo cổ, và một cái loại high full ha. Thì ha. Dạ, mọi người chờ chờ bác sĩ một xíu nha. Rồi, sorry mọi người nha, tại vì bác sĩ đang có việc gấp á, việc bận á, cho nên là làm phiền mọi người một chút nha. Thì hai cái loại này thì thông thường thì bác sĩ sẽ sử dụng cái loại cervical, là cái hết ghi kéo cổ. Thì cái tác dụng, nó sẽ có tác dụng trên răng và tác dụng trên xương. Tác dụng trên răng thì sẽ là di xa ha. Thì nó thông thường á, thì ở những cái trẻ em mà có cái dạng mặt hô, thì do cái hàm trên nó đưa ra trước và cái hàm dưới lùi, thì cái khí cụ này nó sẽ có tác dụng, đó là kéo nguyên cái cung hàm ha, kéo những cái răng cối ở phía sau nó về phía sau ha, là tức là cái việc đó là di xa, và đồng thời những cái răng cửa nó bị chìa thì bác sĩ cũng sẽ ép để kéo lui ha. Và cái tác dụng trên xương ở trong cái trường hợp sử dụng cái khí cụ này, đó là chủ yếu là tác dụng lên cái xương hàm dưới, đối với những trẻ mà có cái việc vấn đề là hô mà do cái hàm dưới nó lùi, thì cái hết kia này nó sẽ có tác dụng là thông qua cái việc tác dụng lên răng, tức là nó làm trồi cái răng cối phía trên, thì nó sẽ kích thích cái xương hàm dưới, nó tống xuống hàm dưới và kích thích cái xương hàm dưới nó xoay xuống dưới và ra trước theo phát triển theo hướng đóng ha. Thì thời điểm sử dụng khí cụ này đó chính là cái giai đoạn tiền dậy thì ha. Rồi. Thì bác sĩ có thể cho mọi người xem cái video này nha. Để minh họa về cái việc vấn đề sử dụng khí cụ như thế nào ha. Đây. Thì cái khí cụ này sẽ được gắn vào trong miệng, có những cái khâu cũng như cái mắc cài phía trước, và gắn với một cái cung ở bên ngoài mặt, và cái độ dài cũng như cái lực là nó dựa trên cái thanh, mà cái thanh nhựa này ha. Thì nó sẽ có tác dụng tống cái hàm dưới ra trước và kéo cái hàm trên luôn phía sau, mà tác dụng chủ yếu của nó là ở trên cái hàm dưới ha.
Rồi, thêm một cái khía cụ nữa, đó chính là cái khía cụ chức năng. Thì cái khía cụ chức năng này thì bác sĩ sẽ giới thiệu cho mọi người á, thì mọi người cũng đã biết là cái hàm mà bác sĩ hay nói trong những cái livestream trước đó là cái hàm Jenner. Cái hàm này thì có thể sử dụng được cho những cái trẻ mà có độ tuổi từ khoảng 5 tuổi trở đi ha. Thì có thể là có những cái hàm cho bộ răng sữa và bộ răng hỗn hợp ở giai đoạn sớm này, hoặc là bộ răng vĩnh viễn sớm ha. Thì cái khía cụ này nó rất là hữu ích trong trường hợp mà trẻ có cái tình trạng cắn sâu. Thì ngoài cái tác dụng là giải quyết những cái thói giúp cho trẻ định vị lại được cái vị trí lưỡi này, rồi chống cái việc thở miệng, hạn chế cái vấn đề thở miệng cho trẻ này, thì đồng loại bỏ thói quen thở miệng cho trẻ, thì cái khía cụ này còn giúp là cải thiện cái khớp cắn sâu. Thì ở trong cái hình này là một cái bé đã được sử dụng với cái khía cụ, cái hàm Jenner này là khoảng tầm vòng 3-4 tháng. Thì cái khớp cắn sâu ban đầu mọi người có thể thấy là cái khớp cắn phía trước á, thì nó không thấy được răng cửa dưới, nhưng mà sau cái dây sau khi mà sử dụng khí cụ thì cái răng cửa dưới của bé đã được bộc lộ, thì tức là cái tình trạng cắn sâu của bé đã được cải thiện gần như là hoàn toàn ha. Thì cái hàm này là rất có vai trò rất là quan trọng, nếu như mà được chỉ định đúng thì nó rất có ý nghĩa ha. Rồi, một cái hàm khí cụ nữa, thì trong cái lần livestream lần trước thì bác sĩ cũng có nói đó là cái hàm Twin Block. Thì cái hàm này thì nó sẽ được cấu tạo gồm có hai cái như bác sĩ đã minh họa đây, bác sĩ có một cái hàm tương tự như vậy ha. Thì cái loại này có thể là tháo ra lắp vào, hoặc là có thể là gắn cố định trên răng, tùy ha. Ví dụ đây là cái khí cụ Twin Block nhưng mà tháo lắp, bác sĩ có thể là tháo ra được ha. Thì mỗi tháo lắp thì được một cái là các bạn nhỏ sẽ dễ dàng vệ sinh hơn, tuy nhiên thì cần phải hợp tác, bé cần phải đeo. Còn cái khí cụ cố định thì nó khó vệ sinh hơn, nhưng mà nó gắn cố định trên miệng rồi ha, cho nên là đối với việc đeo cái khí cụ cố tháo lắp này thì bé phải hợp tác và đeo cũng phải nhất là khoảng 18 tiếng trên ngày thì nó mới có hiệu quả ha. Thì nó là gồm có một cái hàm trên và một cái hàm dưới. Thì khi mà gắn, thông thường thì bác sĩ sẽ hay sử dụng với một cái ốc nong hàm trên. Đây là một cái ốc nong rộng hàm trên, vì thông thường cái việc định vị cái hàm dưới ra phía trước á, thì có thể gây cái vấn đề cắn chéo, cho nên là bác sĩ sẽ hay có dự phòng một cái ốc nong ở cái vị trí này ha. Thì cái cơ chế tác dụng của cái phần này, cái cấu tạo cũng như là cơ chế tác dụng của cái khí cụ này thì như thế nào? Thì khí cụ này sẽ gồm có hai phần, đó là phần hàm trên và một cái hàm dưới. Cái hàm trên này thì nó sẽ phủ từ cái răng số 5, 6, 7 này, còn hàm dưới là phủ cái răng 4 ra phía trước ha. Thì cái hai hàm nó tiếp xúc với nhau và nó được định cái hàm dưới ở cái vị trí khi mà bác sĩ sẽ lấy dấu cái hàm dưới của bé ở cái vị trí đưa cái cằm ra phía trước. Và bên labo, bên kỹ thuật sẽ thiết kế cái hàm này để nó khóa khớp lại với nhau thêm một cái mặt phẳng nghiêng, tức là khoảng 70 độ. Như các bạn có thể thấy là cái màu xanh xanh á, cái màu xanh xanh trên cái hình vẽ là cái phần hàm trên, còn cái màu đỏ là phần hàm dưới ha. Thì nó sẽ kích thích cái sự tăng trưởng của cái xương hàm dưới ra phía trước. Thì cái này nó hoạt động theo cái cơ chế đó là cái khung magic, tức là khi cái cơ bị tác động thì nó sẽ định dạng một khung cơ mới, từ đó là nó sẽ định dạng lên một cái hướng phát triển của cái xương hàm dưới, tức là nó sẽ kéo. Khi mà cái hàm dưới nó đưa ra trước thì cái cơ nó sẽ đưa ra theo, sau đó là cái xương nó sẽ phát triển theo cái hướng mà cái cơ đưa theo ha. Thì cái tác động của cái khí cụ này nó sẽ tác động lên xương hàm trên bằng cách là nó sẽ tống, đối với nó có một cái cung môi, tức là cái cung mà có một cái dây cung đây, nó chặn ở phía trước răng cửa ha. Thì nó sẽ khi mà kéo á, thì nếu như bác sĩ muốn kích hoạt để đối với những cái răng mà trẻ và bị chìa, thì bác sĩ có thể kích hoạt những cái cung ở phía trước này để ép cái răng này vào ha. Còn nếu như không cần thiết thì sẽ không kích hoạt, tùy theo từng trường hợp ha. Thì cái khí cụ này nó sẽ giúp cho tác động lên cái răng cửa, là nó sẽ ép cái răng cửa hàm trên vào để trẻ giảm hô này, đồng thời là nó sẽ làm trồi cái vùng răng cối phía sau, và quan trọng nhất là nó tác động ở cái vùng phía trước, tức là nó sẽ đẩy cái vùng xương ổ răng hàm dưới đưa ra phía trước ha. Thì ngoài cái vấn đề mà tác động lên xương thì nó còn tác động lên răng nữa. Thì một cái khí cụ nữa mà cũng được sử dụng nhiều, tuy nhiên thì cái khí cụ này thì cái giá thành nó sẽ mắc hơn, nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng
ha, nó có cái vai trò quan trọng, nó có cái hiệu quả cao. Tức là đối với những cái trẻ mà có cái xương hàm trang hô và xương hàm dưới lùi và tương quan răng nó cũng tương đối tương ứng như vậy, thì bác sĩ sẽ sử dụng một khí cụ, đó là khí cụ hớt này, thì nó sẽ kéo cái hàm trang ra phía sau, tức là có hiệu ứng di xa, còn cái hàm dưới nó sẽ tống ra phía trước, tức là nó sẽ đẩy, vừa đẩy cái hàm trang ra phía sau mà vừa đẩy cái hàm dưới ra phía trước trong cùng một cái khí cụ. Tuy nhiên thì cái loại này thì nó sẽ tương đối hơi mắc tiền hơn so với những cái khí cụ khác ha. Thì cái mọi người có câu hỏi thắc mắc gì thì bác sĩ sẽ giải đáp luôn nha. Đó, thì cái livestream ngày hôm nay của bác sĩ cũng đã hết ha. Thì mọi người nếu như có thắc mắc gì thì mọi người có thể để lại cái câu hỏi cho bác sĩ giải đáp ở trong những cái video lần tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.